Angela Baby chính là ví dụ rõ rệt nhất chứng minh sức mạnh thần kỳ của việc nghiền răng. Những hình ảnh trong quá khứ cho thấy Baby từng là một cô gái có nhan sắc bình thường, thậm chí có phần hơi quê mùa với hàm răng lộn xộn, mất cân đối. Chính vì vậy, người đẹp nhanh chóng tìm đến sự giúp sức của các nha sĩ để sở hữu nụ cười tỏa nắng đúng nghĩa. Không phụ lòng mong mỏi của chủ nhân, hàm răng mới đã giúp bà xã Huỳnh Hiểu Minh sở hữu gương mặt vi lai thời thượng cùng nụ cười đẹp rạng rỡ mê hồn. Thậm chí, sự lột xác quá bất ngờ này còn khiến cư dân mạng nghi ngờ Baby từng đụng chạm dao kéo. Sau nhiều lần phủ nhận, Baby quyết định nhờ đến bác sĩ kiểm chứng để chứng minh bản thân đẹp từ trong trứng nước. Bà xã của thái tử thiên tộc Dạ Hoa Triệu Hữu Đình, nữ diễn viên Cao Viên Viên, được mệnh danh là mỹ nhân ăn ảnh nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ nhờ nụ cười đẹp phúc hậu. Tuy nhiên, trước khi đạt được danh hiệu này, Cao Viên Viên cũng phải đeo niềng răng trong một khoảng thời gian. Trước khi yên vị với danh hiệu tiểu hoa đáng, Đường Yên từng có vẻ ngoài kém xinh do hàm răng khấp khểnh và hai chiếc răng thỏ rất to. Cô nhanh chóng tìm đến niềng răng để thêm tự tin trong diễn xuất. Kết quả, người đẹp đã hạn chế phần nào nhược điểm. Dù khi cười lên vẫn còn tạo cảm giác hàm hơi hô, đây có lẽ cũng là lý do vì sao nữ diễn viên luôn xuất hiện với nụ cười mỉm, ít khi cười lớn để lộ răng. Dương Mịch cũng từng dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ vì hàm răng bất ngờ thay đổi. Tuy nhiên, sự thật là nữ diễn viên đã từng gắn bó với chiếc niềng răng để chỉnh lại hàm trước bị hô và răng to bản. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân giúp người đẹp sở hữu khuôn hàm thon gọn như hiện tại. Trịnh Sảng sở hữu nhan sắc trong sáng ngọt ngào, thích hợp với các bộ phim mang hơi hướng thanh xuân vườn trường. Tuy nhiên, trước khi có nụ cười nhất tiếu khuynh thành để tự tin vào vai mỹ nữ bối Vivi, Trịnh Sảng cũng đã phải cần đến sự trợ giúp của chiếc niềng răng thần thánh. Ngay cả ngôi sao có nhan sắc thuộc hàng thượng thừa như Phạm Băng Băng cũng từng chịu cảnh đeo niềng trong quá khứ. Nữ diễn viên họ Phạm đã chỉnh lại hàm răng xỉn màu và có phần khớp khểnh của mình để sở hữu nụ cười vạn người mê như hiện nay. Những hình ảnh trong quá khứ của Lâm Tâm Như từng gây sốt cộng đồng mạng nhờ vẻ đẹp trong sáng tươi trẻ, đặc biệt là đôi má lúm và chiếc răng khểnh tinh nghịch. Tuy nhiên, để phù hợp với hướng phát triển sự nghiệp, bà xã Hoắc Kiến Hoa đã quyết định niềng răng để sở hữu nét đẹp đầm thắm, trưởng thành hơn. Nam thần cổ trang Hồ Ca cũng từng có thời gian có hàm răng nhấp nhô và xỉn màu. Tuy nhiên, sự can thiệp của nha sĩ, nam diễn viên giờ đây đã sở hữu nụ cười ngọt ngào đốn tim fan nữ. Khi còn là thần đồng Giang Trực Thụ trong phim Ngây Thơ, người hâm mộ có thể dễ dàng nhìn thấy chiếc răng khểnh của Trịnh Nguyên Sướng. Tuy nhiên, dạo gần đây, nam diễn viên lại xuất hiện với hàm răng đều tăm tắp, chứng tỏ anh đã âm thầm đi niềng răng trong khoảng thời gian vắng bóng trên màn ảnh. La Chí Tường vốn là anh chàng đỏm dáng, thích làm đẹp có tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ. Vì vậy, chẳng có lý do nào mà nam diễn viên không cần đến niềng răng để sở hữu nụ cười đẹp mê hồn như hiện tại. MC Tiểu S, em gái của nữ diễn viên Từ Hy Viên, đã lột xác từ một cô gái bụi bặm năng động thành một quý cô quyến rũ sang trọng chỉ bằng việc niềng răng. Ngay đến nữ diễn viên gạo cội Triệu Nhã Chi cũng từng nhờ đến niềng răng để hoàn thiện vẻ đẹp của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!